Cô ơi, có thời gian cô kể thêm về hai con búp bê nữa nhé cô. Tôi xin kể một câu chuyện này cho quý vị nghe nè. Câu chuyện này nó ở nhà tôi. Hồi mấy chục năm về trước á, khi tôi ở nhà, tôi đi đoàn thấp 10 á, thì tôi người ta tới cái lúc mà người ta vô người ta thăm tôi đồ đi sinh nhật đồ cho tôi gì đó, thì người ta có cho tôi một con búp bê. Búp bê này là nó biết khóc. Biết nhắm mắt, mở mắt. Đẹp lắm. Tôi mới để trong cái tủ mà mình chưng ly, chưng dĩa rồi kia nọ chén kiểu rồi tôi để trong đó. Để tôi đi hát. Tôi nói tụi nó ở nhà không đứa nào được phá con búp bê của chị Hiền nha. Nó dạ rồi rồi cái tôi đi về. Tôi về tôi chưa có lại dòm cái tủ đó nữa. Tự nhiên tôi ngủ cái tôi thấy búp bê đó nó lại nó nói: "Chị Hiền ơi, thằng Bình nó đem em ra rồi cái nó giục em dưới sàn á." Tôi giật mình tôi thức dậy, tôi chạy ra cái tủ tôi thì không có búp bê. Cái tôi hỏi ở nhà: "Bình, đứa nào lấy búp bê của chị Hiền chơi?" "Không đứa nào chịu hết, không có." Cái tôi nói bà Vũ: "Vũ, Vũ thấy đứa nào lấy búp bê của con không?" Vũ cũng nói không thấy. Tôi mới tin vào cái chim bao tôi này: "Bình, mày xuống dưới sàn, mày dòm dưới sàn có con búp bê chị Hiền không?" Cái nó dòm dưới sàn có búp bê cái nó rung rồi. Cái nó nói: "Ai bỏ chứ không phải con bỏ chị Hiền ơi, con không có bỏ." Tôi nói: "Tao không có đánh mày, mày lộn lên cho tao đi." Đó, là búp bê đó. Cái tôi phổi phổi nó tôi đem tôi để vô tủ rồi. Cái tôi dặn ở nhà nhưng không có lấy búp bê của chị Hiền phá nữa. Lần sau tôi đi nữa tôi về, tôi cũng có dòm vô tủ, tôi nghĩ là tụi nó không dám lấy. Cái tôi thấy nó nữa, nó lại nó kêu tôi nói: "Chị Hiền ơi, tụi nó chơi rồi nó quăng em vô hồ nước, nó lạnh quá chị." Tôi giật mình tôi thức vậy. Tôi không hỏi tụi nó mà tôi ra trước dòm không thấy búp bê, tôi lợi ngay chỗ cái hồ nước. Cái hồ nước cái chỗ gần cái phòng ngủ của tôi cách cái cửa sổ. Tôi dòm thấy búp bê lình phình nó trống. Tôi đem ra. Cái tôi nói: "Nè, cứ lấy búp bê của chị Hiền chơi hoài, dục chỗ này chỗ kia hoài nha. Tụi bay nha, tao chưa bắt quỳ gối không sợ nha. Không có lấy nữa." Tôi đi hát nữa tôi để vô rồi. Cái tôi hơ cho quần áo, tôi lấy cái đồ hơ tóc đó, tôi hơ cho quần áo nó khô rồi. Tôi đem tôi để vô, tôi nói: "Xin lỗi cưng nha cưng, chị Hiền xin lỗi cưng. Ôi, mai mốt nó không có dám dục em vậy nữa đâu, chị Hiền xin lỗi." Cái để nó vô rồi. Cái là tôi đi hát. Cái tôi thấy nó xuống tới đầu hát. Nó nói: "Chị Hiền, chị coi nàng Bình nó vẽ em nè, nó dạch cái rúng ra cho tôi coi, tôi thấy cái dấu của viết kì á, viết nguyên tử đó dài dài vậy, chia ra kiền coi nè, Bình nó chơi rồi nó vẽ em này dơ ghê không." Tôi mới đi ra, tôi lúc đó là chưa có điện thoại di động. Tôi ra tôi mới gì đánh dây thép gì đó, ở ngay cái chỗ đó nó có cái điện thoại, nó cho mình điện thoại về nhà, điện thoại bàn. Tôi mới điện thoại về, tôi kêu thằng Bình: "Mày lấy đồ mày chùi con búp bê cho tao, tao đập mày chết ra, mày vẽ cái gì ở trong?" Cái con cánh nó mới nói: "Hôm chiều con thấy ở mỏm thằng Bình nó lấy cái viết nó vẽ vô búp bê á." Tôi nói: "Lấy đồ chùi cho sạch cho tao, tao về tao thấy là tao đập chết rồi." Thì nó chùi đâu có sạch. Hai ba bữa tôi về tôi thấy cái rúng búp bê nha, toàn là dấu viết chì nguyên tử không vậy, vẽ nó vẽ thành tấc ra ngoài. Cái tôi cái mẹ tôi mới nói với vú tôi nói: "Thôi Hiền ơi, búp bê của cô thấy ghê quá, sao mà nó kiếm cô nó mét cô hoài, cái gì nó cũng mét hết trơn vậy?" Tôi nói: "Thì thấy kệ nó chứ, tại vì nó khôn đâu có gì đâu." Vậy đó mà tôi đi hát ở nhà lén lén, xe đổ rác lại cái hai bà súng nhau lấy búp bê trong ổ vô thùng rác cho người ta đem đi mất tiêu luôn.
Tôi mất búp bê đó, tôi về tôi gây quá trời quá đất, tôi nó có cái gì đâu mà sợ. Đâu có cái gì đâu mà sợ quý vị. Tôi thấy không có gì sợ hết. Đó là nó mến mình, nó theo, nó nói chuyện với mình thôi, tôi không có sợ vấn đề đó. Tôi mất búp bê đó, tôi tức trên nơi đi. Dù cho vú tôi với mẹ tôi mua búp bê khác cho tôi mà tôi cũng bằng lòng. Tôi chỉ thích con đó thôi. Mất búp bê đó cái lâu ghê nơi, tôi không có chơi búp bê nữa. Sau này tôi mới là đó, hai búp bê nè đó. Một con thì kiểu Bạch Lam cho, một con thì là con bé mèo ở bên Mỹ á, nó cho tôi đó. Là hai búp bê nè. Hai con này nó cũng khôn lắm, ra tôi đi đâu tôi cũng mang nó theo là vậy. Diệu Hiền xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ cái kênh YouTube của Diệu Hiền. Diệu Hiền cũng không biết nói gì hơn. Lâu lâu xuất hiện thì nếu có chuyện gì thì kể cho quý vị nghe thôi. Nhưng mà trong cuộc đời đi hát mà, nhất là Diệu Hiền đi hát nha, bà Tuyết thì không có câu chuyện bằng Diệu Hiền. Là vì bà đi tới nơi cái người ta mướn phòng ngủ cho bà ngủ, đặt nhà hàng cho bà ăn. Còn tôi trong cái thời buổi tôi đi tới nơi thì tôi phải tự ngủ sân khấu. Mà tôi thì thích ngủ sân khấu, tôi không thích ngủ phòng ngủ. Rồi tôi không thích đi ăn nhà hàng nữa, tôi thích ở nhà nấu à. Ra tôi lăn chai nhiều hơn bà, ra tôi chứng kiến nhiều cái chuyện hơn là Bạch Tuyết. Rồi để từ từ tôi sẽ kể cho quý vị nghe nữa. Quý vị ủng hộ nha. Xin cầu chúc cho quý vị có nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài lên nha.